Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình. Và mình là Đạt đây. Vì một số lý do nên bộ video hướng dẫn lập trình game online 2D của mình sẽ tạm dừng một thời gian. Để đền bù, mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai phần mềm. Kiểu như để cho mấy bạn crack game hay là lấy hình ảnh, lấy asset đồ để làm lại cái game đó, kiểu nhái lại á, hoặc là có thể tạo ra một phiên bản hoàn toàn mới của cái game đó. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn hai folder là Dragon Ball. Mình bật lên các bạn, dễ nén nó. Lên thôi. Đây. Cái này và Ninja School, các bạn nhìn thấy đây. Các bạn có thể lấy hoàn toàn các asset ở trong này. Đó, từ đồ họa tới âm thanh. À không, hình như là đồ họa thôi, hình như âm thanh không lấy được. Đó. Các hiệu ứng đồ. Animation chuyển động rồi các kiểu. Tương tự với Ninja School. Mấy chục quá tải rồi, anh nghĩ đi. Với phần mềm đầu tiên á là cho phép mình lấy hình ảnh và asset ra. Các bạn bấm vào Open File, chọn tới nơi lưu và OC. Các bạn nhớ giải nén ra nè, trong một hình ảnh vào Dragon Ball Data. Cái này này, cái mà 83,8 là cái nào mà thấy nó nặng dung lượng nhất, nó chính là file chứa hình ảnh. Rồi các bạn, rồi bị gì rồi, nghĩa là cái file đó mình dễ nén được rồi ta, ở chỗ mình dễ nén là ở chỗ C, mặt rồng từ đó gần bài data phải làm ta, đâu phải chỗ C. Đâu không phải cái này đâu nhỉ, đây mình nhớ là mình dễ nén được chỗ này nè. Ủa ai một tròn, một số bản thì nó không lấy được đâu này. Mà không C đây, các bạn cũng dễ nén ra thôi. Đây cái file này nè, kiểu như cái phiên bản này là của mình là nó đã cũ rồi ấy. Rồi hình ảnh gì mình nhỉ, các bạn bấm F4A, chọn vào menu lưu gọi là, rồi mình lưu ở C hình ảnh ở trong một dòng data luôn, save. Các bạn đợi nó lưu C hình ảnh, cái này là mình đã lưu trước một lần rồi này. Đó là nó ra, sẽ ra hình ảnh như thế này này, mình đã test cho các bạn xem rồi đó. Đó nó kiểu như vậy này, đó đồ tùm lum đấy, hình ảnh này các bạn có thể lấy đồ họa của game Ngọc Rồng ra, các bạn làm tương tự với game Ninja School để coi. C hình ảnh từ đó lên ba data đấy, nó lấy cho các bạn ra một người rồi này. Đó tương tự với lại game Ninja School cũng vậy, các bạn tự giải nén rồi tự lên đa phần mềm này thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả video, ở dưới phần mô tả video. Phần mềm mình thứ hai mình muốn nói đó là một phần mềm
dịch ngược của .net, gọi là dịch ngược của .net Framework á, là DNFP. Phần mềm DNFP này thì các bạn bấm vào đây, bấm vào chuyển manager đó, các bạn bấm open quit bằng DNFP là nó sẽ hiện ra như vậy, hoặc các bạn có thể tự open sẵn. Đây là một phần mềm giúp các bạn kiểu như là hack game đồ các kiểu, đọc file game, crack phần mềm đồ các kiểu đó. Chắc chắn là code ở trong này nó sẽ giống toàn bộ code của game. Đấy. Game SRC. SR. Đây. Mình sẽ làm thử các bạn xem nha. Chat. Cái phần này là khi tôi chat. Khi tôi chat thì các bạn bấm vào đây. Edit class. Để chỉnh sửa file code. Ví dụ nha. Tôi muốn là nếu mà tôi chat á là ảnh gì ta, tắt đèn đi. Nếu mà tôi chat là tắt đèn á thì gì à, test để bàn là đi ngủ. Đi ngủ rồi các bạn lưu lại à, chấm phải các bạn lưu lại lỗi gì đây Nếu mà tôi chắc tắt đèn á thì chuyện gì nhỉ, để coi rồng thần. Đổi màu trời này. Ok. Thì tôi muốn tắt đèn thì trời tối ấy, thì đổi màu trời. Tôi sẽ gọi cái hàm đổi màu trời. Lưu lại. Ồ, bị gì đây? Hay là AD nó fit rồi ta? À, nếu giờ tôi thử lưu lại nha. Được mà. Vậy là AD nó vẫn chưa fit. Thử lại. Nếu mà tôi chát tắt đèn. Test. À đúng rồi. Sao lại quen cái vật đơn giản gì, quen cái thứ đơn giản vậy được nhỉ. Nếu test test bằng 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 là tán tử gán, còn bằng bằng là phép so sánh, bằng tắt đèn, nhục chết đi, tắt đèn thì chuyện gì sẽ thì tôi sẽ gọi cái đổi màu trời à, đổi màu trời, gọi lại cái hàm đổi màu trời và test sẽ là bằng đi ngủ, đi ngủ sao lại rồi đó các bạn, sao on lưu lại rồi các bạn ra ngoài lên sắp hết 10 phút rồi. Hình ảnh Dragon Boy. Rồi các bạn chắc thử nha. Rồi, nhanh lên. Tắt đèn. Đấy là trời nó tối. Thấy chưa. Tắt đèn. Đó đi ngủ. Các bạn thấy chưa. Đấy. Một điều đơn giản thôi. Link down phần mềm này mình cũng sẽ để ở dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ subscribe, bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất.
cũng như giúp mình có thêm động lực nha.